Xin chào các bạn. Mới đây, đã xảy ra một câu chuyện hết sức hy hữu khiến nhiều người nghe phải sửng sốt và kinh ngạc về hậu quả mà nó mang lại. Về câu chuyện đó diễn biến như thế nào và kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng đón xem trong clip sau đây. Đệ tử Phổng Phao, sư thầy giở chứng. Tọa lạc tại số 112 đường 3 tháng 4 thuộc địa bàn phường Cam Linh, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngôi chùa mang tên Từ Vân được xây dựng từ năm 1968. Khi bước vào cổng chùa, du khách đã nhận ra một không gian tĩnh lặng của chốn thiền tu. Thế nhưng trụ trì ngôi chùa này là nhà sư Thích Thông Anh, tên khai sinh là Nguyễn Nhanh, đang bị những Phật tử của chính mình tố cáo, đã có hành vi sinh hoạt vợ chồng nhiều lần và trong một thời gian dài. Nạn nhân là cháu Ca, khi ấy mới 13 tuổi, trú xã Thành Hải, Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Do gia đình cháu Ca là Phật tử của chùa Từ Vân, nhưng là hộ nghèo nên ông Nguyễn Nhanh nhận cháu Ca về chùa nuôi dưỡng. Tuy mới 13 tuổi và đang là học sinh lớp 7, nhưng cháu Ca rất phổng phao. Sư phụ đã không kìm nổi những nhu cầu thấp hèn. Từ đó, cháu Ca thường xuyên bị sư phụ này ép sinh hoạt vợ chồng, khi thì ngay tại chùa Từ Vân, lúc lại ở nhà riêng của nhà sư tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. Sợ bị bại lộ nên 2 năm sau, ông Nhanh giả vờ cho cháu Ca về sống với cha mẹ tại Phan Giang Tháp Chàm, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi cháu Ca đến để chăm sóc. Ngày 26 tháng 12, ông Nhanh gọi điện thoại nói cháu Ca đến chùa Từ Vân gặp sư phụ có việc gấp. Ngay lập tức, cháu Ca bắt xe đỏ từ Phan Giang Tháp Chàm đến chùa Từ Vân tại Cam Ranh, nhưng không phải có chuyện gấp, mà đêm hôm ấy Ca lại phải tiếp tục giúp sư phụ leo núi. Đến sáng hôm sau, cháu Ca về nhà trong tâm trạng phờ phạc. Thấy lạ, bà Phan Thị hả? Mẹ cháu Ca gặng hỏi. Sau một hồi ấp úng, cuối cùng cháu Ca cũng đã kể lại toàn bộ sự thật, là đã bị sư phụ ép sinh hoạt vợ chồng nhiều lần trong suốt thời gian 2 năm. Nhà sư chi 200 triệu để chạy tội. Qua bức xúc trước hành vi của nhà sư Thích Thông Anh đối với con gái, bà Phan Thị Hà làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận. Do vụ việc xảy ra tại chùa Từ Vân nên công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và lập hồ sơ chuyển đến công an thành phố Cam Ranh để xử lý theo quy định của pháp luật. Biết được thông tin công an đang thụ lý vụ việc, ngay lập tức nhà sư Thích Thông Anh đã cùng với 4 thầy tu khác của chùa Từ Vân gồm các thầy Giác Không, Trúc Lạc, Trúc Kỳ và Giác Quốc thường xuyên đến gia đình nạn nhân để thương lượng, xin khắc phục hậu quả và đề nghị gia đình nạn nhân rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không chấp nhận thương lượng mà tìm đến trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận nhờ giúp đỡ. Luật sư Hứa Thanh Ca, đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận, kiêm giám đốc trung tâm tư vấn pháp lý tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu Ca. Sau nhiều lần đàm phán, thấy nhà sư này có thái độ ăn năn, hối cải, đồng thời cam kết sẽ nguyện tịnh tu theo đạo pháp của nhà Phật. Đồng thời xin bồi thường cho nạn nhân 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Luật sư cũng đã mềm lòng trước sự hối hận của nhà sư này nên đã thuyết phục gia đình nạn nhân bỏ qua vụ kiện, trực tiếp nhận 200 triệu đồng từ tay nhà sư, đồng thời rút đơn tố cáo. Do đó công an phải tạm xếp hồ sơ lại. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi thấy nhà sư này lại tiếp tục trở chứng, không tịnh tu như đã cam kết mà có hành vi bất chính với những nữ Phật tử khác của chùa Từ Vân, gây bất bình trong dư luận giới Phật tử tại địa phương. Do đó, mới đây luật sư Hứa Thanh Ca chính thức gửi đơn tố cáo hành vi đáng lên án của nhà sư Thích Thông Anh đến Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị xử lý nhà sư này theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như theo quy định của pháp luật. Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hết sức hy hữu và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.